Nga thu được rocket HIMARS nguyên vẹn của Ukraine. Lực lượng Nga thu được rocket nguyên vẹn của pháo phản lực HIMARS trong nỗ lực đánh chặn tại Donetsk và sẽ chuyển nó về Moscow để nghiên cứu. Quả đạn HIMARS bị bắn rơi ở quận Budenovi thuộc thành phố Donetsk sẽ được chuyển về thủ đô Moscow để các chuyên gia quốc phòng nghiên cứu. Rocket gần như không bị hư hại, phần thân chính và thiết bị điện tử vẫn nguyên vẹn, Yan Gajin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, GPR, tự xưng, cho biết hôm nay. Hình ảnh hiện trường được RIA Novosti công bố cho thấy rocket bị móc méo thân và rách đuôi, phần mũi chứa hệ thống dẫn đường và điều khiển bay rơi cách đó vài mét. Truyền thông Nga cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng pháo phản lực HIMARS tập kích quận Kalinin và Budenovi ở thành phố Donetsk hôm 21 tháng 10, khiến 3 dân thường bị thương, nhấn mạnh lực lượng Nga rất hiếm khi thu được chiến lợi phẩm nguyên vẹn như vậy. Pháo phản lực HIMARS được đánh giá là vũ khí quan trọng giúp Ukraine giành nhiều lợi thế trong chiến sự với Nga. Tuy nhiên, các nguồn tin Mỹ, Anh và Ukraine hồi tháng 5 hệ thống HIMARS ngày càng kém hiệu quả khi lực lượng Nga tăng cường sử dụng khí tài tác chiến điện tử để đối phó. Do bị gây nhiễu, hệ thống định vị vệ tinh GPS trên rocket HIMARS không hoạt động và khiến pháo phản lực nhiều lần bắn trượt mục tiêu, buộc giới chức Mỹ và Ukraine tìm cách khắc phục. Rocket và phiên bản M-39 của tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS phóng từ HIMARS còn có tổ hợp dẫn đường quán tính khó bị gây nhiễu, nhưng không chính xác bằng hệ thống định vị GPS. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết phần mềm của HIMARS liên tục được điều chỉnh để đối phó hoạt động tác chiến điện tử của Nga, nhưng nhấn mạnh Moskva cũng sẽ sớm tìm cách vô hiệu hóa. Đây là trò chơi mèo vờn chuột liên tục, người này nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.